Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Thì hôm nay mình đã về một chiếc Livila Tissan sản xuất 2011, máy 1.8, mang biển số 30A30108, mang biển số Hà Nội anh em nhé. Và sau đây mình sẽ quay qua phần thân vỏ cho anh em xem. Vâng, sơn xi của chiếc xe thì rất sáng bóng sạch sẽ anh em nhé. Đây là chiếc Livila Tissan thương hiệu Nhật Bản, máy 1.8, 100 cây trước này ăn tầm độ 8 lít xăng, 7 chỗ, thương hiệu Nhật Bản. Đấy, sơn xi của nó là rất sáng bóng sạch sẽ anh em nhé. Chiếc Livila Tissan này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Livila Tissan sản xuất 2011, 4 bánh đa năng đúc, 2 bóng khí. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Anh em nào đúng chân con này thì alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Đây là chiếc Livila Tissan thương hiệu Nhật Bản. Sơn xi của nó rất sáng bóng sạch sẽ anh em nhé. Gầm vệ chắc lịch khuôn số 1000. Và sau đây mình sẽ đi vào phần nội thất cho anh em xem. Vâng, nội thất rất sạch sẽ anh em nhé. Đấy. Vâng, đây là phần táp lô, táp ly, canh cửa, bệ lên xuống. Đây là phần cột kèo của chiếc xe. Anh em nào mà đúng chân con này mua về chạy dịch vụ cũng được, mà chạy gia đình cũng được, tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu Nhật Bản. Đấy, vâng, đây là nội thất của chiếc xe. Bô lăng, quả số, phanh tay đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ anh em nhé. Đấy, đây là phần tắp lô. Đây phần tắp lô, tắp ly, cánh cửa anh em. Nhìn rất sáng bóng sạch sẽ, âm thanh tốc bản lề. Tay khóa mở cửa. Đăng kiểm của nó còn rất dài anh em nhé. Đến tháng 3 năm 2020 này. Sơn xi rất sáng bóng, hai cụm đèn pha thì rất đều nhau. Đấy, anh em nào ở Hà Nội, Sài Gòn mua con này về thì đỡ được 20 triệu tiền biển đấy anh em nhé. Đấy, đây là chiếc Livila Tissan thương hiệu Nhật Bản. Nói về thương hiệu Nhật Bản thì rất tiết kiệm nguyên liệu và sự bền bỉ của nó thì rất là ok. Đây là phần tao lô, tao ly, cánh cửa. Đằng sau bên lái anh em nhé. Đây là bạn lên xuống. Ghế da rất sáng bóng sạch sẽ anh em nhé. Đây là phần ghế phụ đằng sau này. Đấy. Anh em xem cảm nhận. Đấy, trần da, hai đèn trần, hai bóng khí. Con này thì quá là sạch sẽ. Anh em xem và cảm nhận. Vâng, đây là phần bảng tổng của gương kính chỉ điện. Đây, tay khóa mở cửa. Táp lô, táp ly. Rất sạch sẽ sang bóng anh em nhé. Đây là phần táp lô, táp ly, âm thanh. Vâng, đây là bô lăng. Bộ lăng còn rất đẹp anh em nhé, không hề bị hao mòn mấy. Đấy, anh em xem phần bộ lăng của chiếc xe Livila Tissan sản xuất 2011 thương hiệu Nhật Bản. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 265 triệu đồng anh em nhé. Đấy, máy lỗ anh em nhé,
Và sau đây mình sẽ đóng điều hòa lên cho anh em. Đấy, ấn AC. Đấy, điều hòa thì cực mát luôn. Phần quả số đó, quả số còn rất đẹp anh em ơi. Đây quả số này. Đây là phanh tay này. Màn hình này. Điều hòa thì cực mát. Điều hòa này mát lạnh. Đây phần tắp lô tắp ly. Tắp lô của xe. Đây là phần hậu, phần chắn nắng, chắn nắng cả hai bên vẫn còn nguyên vẹn anh em nhé. Đây bóng khí đây, đây một quả, đây bóng khí đây. Nó có hai bóng khí. Đây phần hộp đựng đồ, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Anh em xem cảm nhận này, anh em đụng chân con này thì alo cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình để nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cảm nhận những mẫu xe mới nhất và mình đưa lên. Đấy, kính lên xuống hai bên. Bên này nó bị kẹt. Đấy, mai mình sẽ cho anh em đi sửa. Đấy, mỗi bên kính này bị kẹt này anh em. Đấy, nhé. Đấy, còn bên này nữa. Đấy, chân chung. Đây, đây. Đấy, chúng ta chân chung, còn mỗi cái bên lái này. Xuống thì xuống được, rồi không lên được. Bài mình sẽ cho anh em đi chỉnh. Sao nào phần xi nhan hai bên uống nước gạt người vẫn sử dụng rất là ok. Và sau đây mình sẽ đi vào phần tổng quan khoang máy cho anh em xem. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Li Villa Lissan sản xuất 2011 anh em nhé. Đấy, máy rất khô ráo sạch sẽ, máy nổ rất êm. Đấy, đang có tặng cả ô tô cũ còn gì. Địa chỉ của em ở Quán Toan, Hải Phòng anh em nhé. Đấy, máy rất khô ráo sạch sẽ, không hề dính dầu anh em nhé. Cam kết với anh em chiếc xe không đâm va, không ngập nước anh em nhé. Đấy, anh em xem và cảm nhận. Anh em mà đúng chân con này mua về chỉ cần đổ xăng một chạy thôi. Đấy, còn mỗi cái kính bên lái nhà nó không lên xuống được thì mình sẽ cho anh em đi chỉnh lại. Nó ok ngay. Đây có loa đã chặn. Máy đổ anh em xe chặn rất êm. Vâng, đây là phần nắp capo của chiếc xe. Nó vẫn còn lớp lề lề nguyên bản cho xe anh em nhé. Lớp lề nguyên bản.
Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở quán Toan Hải Phòng, vừa quay xong một chiếc Li Villa Lissan sản xuất 2011 đang có tại hàng bên em. Bên em đang chào bán chiếc này với giá là 265 triệu đồng. Anh em nào đúng chân con này thì alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0964656865. Anh em nào mà xem video của mình thì hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.